Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Khi Lạc Viết. Mình là Lạc, trong vui vẻ. Đây là chương trình Khi Lạc Viết podcast phát sóng trên kênh Khi Lạc Viết vlog. Thì trong cái chủ đề số podcast số 6 ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau chia sẻ về chính cái bài học đắt giá mà mình học được trong tháng 8 vừa qua. Thì mình cảm thấy là chính cái bài học này nó cũng khá là hay và khá là tâm đắc đối với mình ý. Thật ra thì trong cái lúc mà mình quay cái video này thì tháng 8 nó chưa kết thúc đâu, nhưng mình vẫn muốn quay tại vì mình cảm thấy là những cái bài này học này khá là hay, vừa tiện thể là giúp mình ôn tập lại, cũng vừa tiện thể chia sẻ những cái bài học này cho mọi người. Hy vọng cái số podcast số 6 này sẽ giúp được gì đó cho mọi người nha. Bài học đầu tiên, chúng ta là kết quả của những gì chúng ta đã làm và chúng ta sẽ là kết quả của những gì chúng ta đang làm. Thì các không biết các bạn có tin về luật nhân quả hay không, tức là có bạn gieo nhân gì thì các bạn sẽ gặp được quả đó. Thì mình là một cái người nói chung là nó cũng hơi bị hướng về trường phái tâm linh một xíu, mình rất là tin tưởng một cái luật nhân quả. Nói chung là mình cũng hay nói với mọi người là thật ra luật nhân quả nó vẫn đang tồn tại và nó đang bị diễn ra ở mọi nơi mọi lúc. Chỉ đáng tiếc là có đôi khi cái luật nhân quả kiểu cái sự chi phối kiểu cái cơ duyên của nó đến kiểu có đôi khi cái nhân cái quả nó khác nhau quá xa nên người ta lại không biết đó là nhân quả thôi, chứ thật ra nhân quả vẫn đang vận hành và nó đang tồn tại và nhân quả là có thật. Ok, thì những gì mà các bạn đang có ở hiện tại, dù đau khổ, dù là khổ đau, hạnh phúc hay là may mắn tích cực gì đó, thì đó là những gì, đó là chính là kết quả của những gì chúng ta đã làm. Và nếu như các bạn cảm thấy mông lung, vô định hay là kiểu cảm thấy là hoang mang về tương lai như thế nào thì á, các bạn cũng không cần phải đi xem tarot hay là xem chỉ tay hay xem bói gì cả, mà cách tốt nhất là chúng ta dựa vào luật nhân quả, tức là chúng ta gieo những cái nhân chúng ta muốn gặp được cái quả gì, chúng ta muốn gặp được quả gì thì chúng ta gieo nhân đó ở hiện tại thì á, tương lai sẽ phản ánh cái kết quả chúng ta đang làm ở hiện tại. Thì đó là một cái bài học mà khá là hay, mọi người có thể lưu lại nha. Bài học số 2 đó chính là cơ hội đến thì phải biết nắm bắt, có mất gì đâu, nếu sai thì sửa thôi, mình còn trẻ mà. Thì thật ra mình là một cái đứa, mình thật ra mình cảm thấy là từ trước đến giờ có những cái cơ hội thật sự nó đến với mình, nhưng mà có đôi khi mình lại vô tình bỏ lỡ. Thật sự là mình rất là nuối tiếc và kiểu tất nhiên là mình biết là cơ hội một mình đã viết trên mạng kiểu cô ý là cơ cơ hội một khi xuất hiện nha, nếu như mà bạn không nhận lấy thì nó sẽ chuyển sang cho người khác, cơ hội không biến mất, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi. Thì á, nếu như mà các bạn có cơ duyên nắm bắt được cái cơ hội gì đó, bạn còn cảm thấy tự ti hay là nghi ngờ về cái năng lực của bản thân, thì nếu như mà cái công việc đó, cái cơ hội đó, nó thứ nhất là nó làm giúp ích được cho các bạn đầu tiên và giúp ích được cho mọi người, và kiểu nó không có gây hại tới bất kỳ ai, nhưng mà muộn còn hơi chần chừ và lưỡng lự về cái năng lực của bản thân ấy, thì mình cứ hãy thử, cứ nắm bắt thử đi. Thì tại vì mình còn trẻ mà, mình cứ suy nghĩ ừ còn trẻ mà, có mất gì đâu, sai thì sửa thôi. Chứ thật ra mình cũng kiểu bị đánh mất một vài cái cơ hội. Nói chung là thật ra thì không có tiếc nhiều, nhưng mà nếu như mà hiện cái trong quá khứ mà mình nắm bắt được cái hiện tại, được cái cơ hội đó, thì mình nghĩ là cái căn cơ kiểu cái vị trí của mình ở hiện tại thì nó sẽ ổn và nó chill hơn, kiểu nó có nhiều trải nghiệm kinh nghiệm hơn ấy. Nên đó là một cái chia sẻ bài học đắt giá của mình. Cái bài học số 3 nó rất là quan trọng và nó là cái bài học xương máu của mình luôn mọi người. Đừng bao giờ khoe lọc làm ăn, không khoe doanh thu và kết quả mình đạt được cho bất kỳ ai biết. Không phải, tức là cho đừng đừng có khoe cái lọc làm ăn, không khoe kết quả doanh thu mình đạt được cho người ngoài biết. Nói chung á, khi mà mọi người khoe cái thứ gì là dễ mất thứ đó, bởi vậy hãy làm việc, hãy kiểu gọi là sung sướng, là chill trong im lặng đi mọi người. Chứ thật ra nha, mình không có làm ăn, mình không có kinh doanh, hiện tại thì mình không có kinh doanh gì hết, nhưng mà trước hồi xưa mình từng nhận được một vài cái job nó cũng khá là gọi là ngon. Và tất nhiên là tiếng của mình thì mình mà quý ai á, cái tiếng của mình mà mình quý ai, mình cảm thấy là thích ai là kiểu ý là thích thích kiểu bạn bè á, thì mình sẽ nói chung là kể chuyện trên trời phía dưới đất cho người ta, nói chung mình không quản được cái miệng của mình ấy. Xong cái kiểu có đôi khi mình nghĩ là mình nghĩ là tại vì cái tính của mình bình thường mà người ta bạn bè mình hay kể cái chuyện gì vui cho mình thì mình cũng mừng cho người ta, xong mình cũng nghĩ là mình kể dài có qua có lại mới tỏ lòng nhau thì mình cũng kể là chuyện vui cho người ta, nhưng mà thật sự không phải ai cũng hoan hỉ với những cái thành công hay là vui mừng về những cái
cơ hội mà các bạn đạt được mà nó người ta còn kiểu đố kỵ á, cái tâm lý đố kỵ vì nó là sợ cái tâm lý đố kỵ. Một một số người nghĩ không nghĩ là kiểu nhìn người ta vậy mà không ngờ người ta là đố kỵ với người ta, kiểu sau lưng mình làm những cái chuyện mà kiểu nó rất là ba chấm luôn. Thì thật ra mình biết rõ ràng người ta sau lưng làm cái gì với mình luôn ấy, kiểu mình biết lúc mà mình biết mình cũng sốc chứ, nhưng mà thôi kệ đi. Kệ người ta đi, nghiệp người ta thì người ta tự mà gánh, nên mình cũng không có quan tâm quá nhiều. Tất nhiên là cái việc mà người ta làm nói kiểu tác động sau lưng mình như vậy thì nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm lý của mình, tại vì cái tâm lý của mình nó không có được vững cho lắm. Tất nhiên là mình cũng khóc lên khóc xuống, kiểu bị kiểu như là bị stress hay là bị áp lực các kiểu. Nói chung là có ngày mà kiểu mình nói chung là mình có hai kiểu, có lần mình vừa mệt mà mình vừa áp lực, xong cái mình vừa 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 làm vừa khóc rồi còn tùm lum tà la áp lực đủ thứ chuyện, thôi mình sợ lắm. Bởi vậy sau này mà kiểu có cái chuyện gì mà may mắn gì đó, tất nhiên là nên chọn người mà kể. Tất nhiên là đừng có khoe khoang cho bất kỳ ai biết hết, tại vì thứ nhất là khi mà mọi người khoe khoang nó rất là dễ gây ra cái tâm lý đố kỵ, thứ hai là nó sẽ tránh những cái việc phức hồi trước mình cũng có đọc cái top cái gì đó, có cái anh chị nào đó kiểu gia đình người ta khá giả, xong kiểu đi khoe của, xong cái người ta họ hàng hay là bạn bè gì đó thấy người ta có của cải gì đó, xong chạy đi vay mượn mà mình không cho người ta mượn thì mất lòng người ta lại quay lại lưng lại nói xấu mình. Thì nói chung là kiểu lọc mình thì mình trong âm thầm á, tại vì nếu như mọi người nghiên cứu về tâm linh thì cái đó liên quan về cái âm phần, kiểu cái thứ gì càng kín đáo thì nó càng được giữ lâu bền. Tất nhiên là dễ mất, có những cái người ấy, người ta khoe nhưng mà không sao, nhưng mà đối với những cái người mà kiểu như mình thì mình cảm thấy là một khi mà mình khoe cái gì là trong đó, khi mà mình kể cho người ta có đôi khi cái tâm mình sẽ dậy lên cái sự đắc ý và cái kia mà, thì thành ra nó cũng bị mất lọc. Và sau đó khi mà mình kể ra cho người ta rồi là người ta nói là ôi trời ơi cái sự nghiệp, là nó là tâm lý làm việc của mình đã nó không vững rồi mà cái sự nghiệp mà bấp bênh nữa thôi. Bởi vậy sau này mình kiểu có cái lộc gì thì cũng thôi, mình nếu như mình muốn giúp đỡ người khác thì cũng nên giúp đỡ trong âm thầm, hay là mình có lộc gì đó thì nói chung là lâu lâu thì kể kể một ít thôi cho ba mẹ biết, cho mẹ ba mẹ mừng họ là những ai quan tâm và yêu thương mình thôi. Tất nhiên là mọi người phải nhìn cho kỹ là người ta có thật sự quan tâm mình thôi hay không, hay là người ta chỉ là chơi với mọi người với mang cái tính lợi dụng. Thì đó là một cái bài học đắt giá của mình, nói chung là đừng có khoe gì hết, càng khoe là càng dễ mất. Bởi vậy trong tình yêu mọi người thấy là mình để ý nha, những cái bạn nào mà kiểu yêu đương mà hay lên mạng mà chụp đăng khoe ôm hôn hít đâu á, mình biết là có, thì đa số là rất là dễ. Nói chung là nếu như mà không chia tay thì nó cũng rất là dễ mâu thuẫn á, tại vì cái tâm lý con người ấy kiểu biết trong trong người chúng ta là nó luôn tồn tại hai cái thái cực. Nói chung là có âm có dương, có ác thì phải có thiện, nó luôn song hành ở bên trong mỗi người. Và quan trọng là cái hành động của mọi người nó thúc đẩy được cái tín gì bên trong đối phương. Khi mà mọi người khoe khoang ra thì đa phần thì mọi người sẽ kích cái sự đố kỵ, phải là cái tâm tâm lý cái tâm oán thán của người ta, thành ra nó không có được gì hết. Nên thôi mình cứ im lặng, làm giàu trong im lặng, hay là hạnh phúc trong im lặng đi mọi người. Bài học đắt giá của mình đó mọi người. Bài học 4, gặp chuyện gì vui cũng đừng lúc nào cũng kể cho người khác nghe, bởi vì người vui dùng bạn thì ít mà ghen tị với bạn thì nhiều. Thật đó nha mọi người, nói chung là mọi người gặp chuyện vui thì mọi người chỉ nên kể cho những cái người kiểu thật sự yêu thương mọi người nha, chứ mấy cái người mà xã giao hay là kiểu chơi cà lơi thôi hay là gì đó thì mọi người đừng có lúc nào cũng kể. Hay là mọi người có hôn nhân viên mãn đẹp hay là công việc xịn sò job lương cao rồi các kiểu, mọi người cũng đừng có nên khoe khoang quá nhiều. Mình cứ im lặng, sống trong im lặng. Nếu như mà mọi người có thể chịu được cái tâm lý đố kỵ của người ta thì người thích thì mọi người kể, nhưng mà nó kể rồi mình khoe khoang mình hay chỉ bị mất lộc với lại mất phước của mọi người thôi. Nói chung là mình chỉ nên kể cho những ai mà thật sự người ta hoan hỉ với cái thành công với lại cái chuyện sự vui mừng của mình thì mình kể, còn không thì cứ im lặng đi. Mình vui cho mình là được rồi. Chứ thật ra mình cảm thấy nha, trên thế giới này á, người mẹ thật lòng yêu thương và muốn tốt, đối xử tốt cho ba mẹ bạn nha, đối xử tốt với bạn á, muốn bạn ngày càng tốt hơn á, thứ nhất á là ba mẹ bạn, thứ hai là những cái người mà đang cùng chung chí hướng, cùng chung thuyền với bạn á. Ý là ví dụ thầy cô các bạn nha, thầy cô là những cái người mà đào tạo nên bạn, kiểu dạy cho bạn ngày một tốt hơn. Thì khi mà các bạn mới khoe 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 đồ kể chuyện với thầy cô á, là thầy cô mừng dùng, tại vì á không có thầy cô thì làm sao mà các bạn được học những kiến thức hay, không học những kiến thức hay thì làm sao mà các bạn có thể ứng dụng vào
đạt được những cái thành tựu như bây giờ, thì khi mà các bạn kể cho thầy cô đó các kiểu thì cô sẽ rất là vui và hoan hỉ. Nhưng mà có một số người thì người ta kiểu mình đã từng gặp không không quá nhiều, nhưng mà mình gặp một hai người mình rất kinh với những cái người đó rồi, như kiểu mình cũng kín tiếng hơn vì đó, kiểu mình bị bể tim luôn. Nói chung là người ta làm cho mình sợ ác mộng đến già luôn. Bài học năm, nếu muốn kể một câu chuyện theo hướng tiêu cực thì hãy đưa việc tích cực lên trước, còn nếu muốn nói một câu chuyện theo hướng tích cực thì hãy việc đưa việc tiêu cực lên trước. Đó là nói chung là cái thủ thuật để giúp cho mọi người nói chuyện, kiểu nó sẽ cái kiểu ví như một người ví dụ muốn khen người ta đúng không, thì ví dụ khi mọi ví dụ trong những cái mình làm cái dự án gì đó, hay là cùng nhau họp lại với nhau kiểu để bạn luận, và kiểu khi mà thành viên trong nhóm mà người ta nêu ra ý tưởng nha, ví dụ người ta tạo một cái cảm thấy là cái ý tưởng này khá là hay nha, nhưng mà nó vẫn có những cái điều thiếu sót, nhưng mà nếu như một người không thích người, một người thích chê người ta, thì mình có thể nói ừ mặc dù mình có thể nói ừ mặc dù cái ý kiến của bạn khá là hay, nhưng mà ba la ba la, thì cái lúc đó thì nó sẽ cũng hơi mang tính tiêu cực. Nhưng mà khi mình muốn kiểu gọi là tán dương hay là ủng hộ tinh thần cho các thành viên trong nhóm mà khen người ta, thì mình sẽ nói là ừ mặc dù cái phương án của bạn mà nói ra đề xuất ra nó cũng còn còn có một vài cái tính rủi ro như là ba la ba la các kiểu, sau đó mình sẽ đưa về tiêu cực, nhưng mà cái ý tưởng này là một cái ý tưởng không tồi và mình cũng đang xem xét và kiểu sẽ ứng dụng, mình sẽ tiếp thu và để ứng dụng, và mình sẽ nêu ưu điểm ra, thì nó sẽ làm cho cái câu chuyện của mình nó càng thêm mà kiểu nó sẽ tạo được cái không khí hòa thuận hơn ấy. Nên mình nghĩ là cái phía sau nha, nếu nói một câu chuyện nếu muốn nói một câu chuyện theo hướng tích cực thì hãy đưa việc tiêu cực lên trước rồi nói chuyện tích cực sau, và mình nói một cách trong cái ngữ điệu nhẹ nhàng và thông thả chiêu chiêu, thì nó sẽ làm cho cái không khí của cái cuộc thảo luận nó sẽ càng vui hơn, với lại nó sẽ càng kiểu có tinh thần hơn ấy. Bài học số 6, một khi tâm kiêu mạn nổi lên thì không sau, lâu sau đó tai họa sẽ ập đến. Nói chung á, mọi người thường hay nghe, mọi người có nghe tới cái câu cực thịnh tất suy không? Cực thịnh là khi mà một cái gì đó mà nó đạt đến cực điểm, nó cao trào, thì nó sẽ bắt đầu bị thoái hóa và nó bị rơi xuống. Nói chung là quy luật của thế giới, nhưng là vạn vật đều tuân theo các quy luật thành trụ hoại diệt, cửa sinh là cửa tử, và cửa tử cũng là cửa sinh. Và một cái người mà khi mà nổi cái tâm kiêu mạn trở lên, kiểu mình tự tin, mình ắt mình cứ cho mình là nhất, hay là mình là cái trung tâm của vũ trụ, hay là mình thành công, mình giỏi giang, mình không đặt ai vào mắt, thì mình chắc chắn nha, những cái người đó không lâu sau đó thì cái tai họa đó sẽ ập đến. Nó là cái quy luật của âm phần và tâm linh, nói chung là quy luật này không bao giờ sai đâu. Mình được rất là nhiều nhiều thầy cô mình dạy như thế này. Bài học số 7, hãy nói lời tạm biệt với những sự hiện diện không giúp bạn trở nên tốt hơn, bao gồm cả mối quan hệ này, đồ vật này, hay là những cái thứ gì đó xung quanh mọi người. Thì có đôi khi không có cuộc cả bữa nào là cuộc chia ly, và khi mà các bạn nói chung á, mình dạo con đây thì mình học đọc được một cái câu nói khá là hay, tức là mối quan hệ xung quanh của các bạn nó sẽ quyết định cái tầm nhìn của các bạn. Ví dụ nha, mình lướt bữa trước mình lướt mạng nghe một câu nói nha, ví dụ người bạn bè của những cái người làm ăn thì đều là những người làm ăn, bạn bè của tỷ phú thì toàn là tỷ phú, và tất nhiên trong đó sẽ có triệu phú được kiểu, nhưng đa phần đều là sẽ là người có tiền nha. Bởi vậy nếu như các bạn muốn ngày càng trở nên tốt hơn, trở nên sống hạnh phúc vui vẻ hơn, thì mọi người nên gọi là nên biết chọn lọc trong việc kết giao, cũng như là mình phải nói tạm biệt với những một vài người, nói chung là không giúp, nói chung nha, nếu như người đó không giúp bạn trở nên tốt hơn á, hay là kiểu người ta không, đặc biệt là những cái người mà quá là tiêu cực mà nó người ta còn kéo chân các bạn xuống thì tiện đi nhanh, còn những cái người đó không giúp bạn trở nên tốt hơn hay là không giúp bạn trở nên xấu hơn thì xã giao cũng được, nhưng mà những cái người nào mà quá tiêu cực hay là kéo nói chung là kiểu đứng sau lưng mọi người đố kỵ, hay là kéo chân chân mọi người xuống ấy, hay là thích hạ bệ mọi người thì cứ nói say bye đi, chứ mà bạn bè trên đời cũng nhiều mà, không có người này thì có người khác thôi. Thì nói chung là mình nghĩ trong cái việc kết giao thì chơi chơi với bạn bè thì chơi chân thành, nhưng mà người ta mình chơi chân thành mà người ta đối xử tốt, người ta đối xử chẳng ra gì với mình thì thôi mình cứ say bye. Rồi mình không, nói chung là bữa trước mình cũng chia sẻ lên mạng cái câu cái bài học mình học được bữa cái ngày thứ mười mấy đó, thì mình nói là thà một mình chất lượng cao còn hơn xã giao chất lượng thấp nhé mọi người. Mọi người đừng có kết bạn, nói chung là mở rộng mối quan hệ thì càng tốt, nhưng mà mọi người phải mở rộng mối quan hệ ngoại giao, nói chung là nó có chọn lọc, chứ đừng có ai mà kết kết bạn rồi xong nó như một cái mớ bòng bong ấy.
Bài học số 8 đừng lúc nào cũng ngại ngùng, cứ đổ quần nhiều là chai mặt thôi, với cả cũng chẳng ai thèm nhớ ba cái câu chuyện bạn bản đổ quần của bạn đâu. Thì á, chung là cũng kể, mình là một cái đứa khá là sĩ diện hả, rất là sĩ diện, nói chung là giờ thì vẫn còn sĩ diện nhưng mà đỡ hơn ngày trước rất là nhiều ấy. Có đôi khi kiểu mình làm xong cái gì mình kiểu muốn đào cái hố xuống mà mình chui 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 vào hố, hoặc là đổ quần lên cho đến nó đỡ nhục ấy. Nhưng mà thật ra nha, cái việc mà mọi người nhục nhục hay là cảm thấy ngại ngùng hết, thật ra chỉ có mọi người nhớ cái chuyện mãi thôi. Có đôi khi có một vài người ta sẽ nhớ, nhưng mà người ta cảm thấy người ta nhớ là tại vì người ta cảm thấy là cái câu chuyện đó nó rất là đáng yêu, nó rất là cute rồi các kiểu, thành ra người ta mới nhớ. Chứ mọi người cũng đừng có ngại ngùng mà bởi vì ngại cái việc cái này cái kia nên mọi người chần chừ không dám làm nha mọi người. Ok, thì chúng ta sẽ đến với bài học cuối cùng, đó chính là hạnh phúc là chính chính là cho đi giúp chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. Thì á, nếu như mà sau này có cơ hội làm về những cái chủ đề liên quan về tâm linh thì mình sẽ giải thích rõ hơn. Còn á, khi mình để ý nha, khi mà mình đi tham dự, tất nhiên là ở chùa hiện tại người ta vẫn gọi là đổ nghèo khỉ ấy, thành ra kinh phí cũng không có nhiều, nhưng mà mình cũng tham gia những cái dự án chung tay chung để đi làm từ thiện với bạn bè mình đồ các kiểu ấy. Thì mình cảm giác là cái lúc mà có đôi khi mình buồn buồn bã đồ các kiểu nha, nhưng mà mình trao đi giá trị cho mọi người kiểu giúp đỡ cho người cuộc sống người ta trở nên tốt hơn, hay là mình ngồi tư vấn tình cảm hay là tư vấn sự nghiệp gì đó, xong người ta kiểu nhờ những cái lời khuyên của mình nên cuộc sống của người ta được cải thiện đồ các kiểu, thì đó là mình trao đi kiến thức cũng như là cho đi về bề mặt vật chất thì không có quá nhiều, tất nhiên là sẽ có nhưng mà thật ra thì nó không quá có nhiều. Nhưng có đôi khi kiểu những cái sự hạnh phúc trên cái khuôn mặt của người ta thì mình cũng cảm thấy hóa ra mình cho đi cũng là không phải là mình được cho mình mới hạnh phúc nhiều, mình được cho thì tất nhiên mình sẽ hạnh phúc chứ, nhưng mà còn một cái loại hạnh phúc khác đó chính là chính mình trao đi một cách tự nguyện và đối phương cũng cảm thấy trân trọng cái với những cái giá trị mình cho đi thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên là mọi người cứ hãy cho đi, nói chung là mọi người cứ rộng lượng cho đi đi, kiểu nếu như người ta biết ơn mình trân trọng mình thì mình cứ tiếp tục cho đi, còn không thì mình chỉ đổi từ đối tượng này sang đối tượng khác thôi. Tại vì trên thế giới nói chung là ngẩng đầu lên thì không bằng ai, mà cúi đầu xuống thì không ai bằng ấy mọi người. Trên thế giới này thì có tất nhiên sẽ có rất nhiều người giàu, và tất nhiên trong hành cùng đó thì cũng sẽ có rất nhiều người đang gặp khó khăn và cần đến sự hỗ trợ của chúng ta. Nếu như một kiểu nếu như một cảm thấy cuộc sống quá bế tắc hay là cả quá quá nhàm chán hay gì đó, một người thử học cách cho đi đi, có thể cho đi có thời gian thì mình sẽ chia sẻ với cái làm cái topic là về cái top những cách làm từ thiện hay là bố thí hay là làm việc thiện gì đó mà không mất tiền đồ các kiểu, để cho mọi người tham khảo nha. Có rất nhiều cách cho đi, ví dụ như mọi người cho đi nụ cười này, khi mà mọi người biết không, kiểu mình đang trong trạng thái rất là căng thẳng kiểu rất là sợ hãi nha, nhưng mà đối phương kiểu mình đang nói chuyện đối phương người ta cười cho mình một cái là mình cảm giác là cái tinh thần của mình như được là xoa xoa dịu, kiểu mình sẽ có thêm động lực phấn chấn hơn. Thì mọi người có thể cho đi nụ cười này, cho đi sự giúp đỡ này, cho đi lòng yêu thương này, cho đi ánh mắt trìu mến này, nói chung là có rất nhiều cách cho đi. Và khi mà mọi người cho đi thì mọi người sẽ cảm thấy là cuộc sống của mình wow, là trở nên ngày càng hạnh phúc và mình cảm thấy yêu cuộc đời nhiều hơn. Thì đây là 9 bài học mà mình đã học được trong tháng 8 vừa qua. Hy vọng là cái số podcast ngày hôm nay sẽ giúp ích được gì đó cho mọi người và mình lại lạc trong vui vẻ. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành và nghe đến đây cùng mình. Nếu như mọi người thích cái video này thì có thể nhấn like hoặc là để lại bình luận ý kiến gì đó để cho mình mọi người cho mình xin ý kiến gì đó, cần góp ý hay gì đó thì mọi người cứ để lại bình luận, hoặc là mọi người có thể đúc chia sẻ về những cái bài học mà mọi người học được trong tháng 8 vừa qua ở dưới phần bình luận của mình nha. Mình có thời gian thì mình sẽ cùng nhau đàm luận đàm đạo cùng nhau phản hồi với mọi người. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye mọi người, chúc mọi người ngon.